bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới, giữ vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân. Những năm qua, huyện Hà Trung đã quan tâm ưu tiên các nguồn lực để bảo tồn các giá trị văn hóa, góp phần hoàn thành hai tiêu chí số 6 và 16 về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Cây đa, bến nước, sân đình, những hình ảnh tưởng chừng chỉ có ở xa xưa thì nay tại xã Hà Tiến, huyện Hà Trung vẫn còn nguyên vẹn. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, địa phương đã rà soát thực tế và dành nguồn lực để tu bổ, chỉnh trang các đình làng, cảnh quan nhằm lưu giữ nét văn hóa làng quê Việt truyền thống. Cũng như Hà Tiến, đến nay huyện Hà Trung còn lưu giữ được 27 đình làng cổ. Hầu hết các địa phương đã đầu tư thiết kế thêm các công trình phụ trợ bên ngoài nhà văn hóa thôn theo tiêu chuẩn của Bộ Tiêu chí Thôn, Xã, Nông thôn mới. Chúng tôi rất phấn khởi và tự hào với cái đình cổ của đình làng này, là để gìn giữ để sinh hoạt và văn hóa và đời sống của dân. Hà Tiến chúng tôi thì có 8 cái di tích lịch sử, trong đó có một cái di tích lịch sử quốc gia đình Hồng Bồng. Trong cái 8 di tích này chúng tôi có 2 cái đình, một là cái đình làng Đồng Bồng và đình làng Bách Sơn. Thế thì và trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi cũng luôn đồng hành để giữ gìn cái giá trị văn hóa về cái nét đẹp truyền thống của địa phương. Thì hàng năm thì trong 2 cái đình này thì có các lễ hội của làng, thông qua đó thì cũng đã được con em quê hương thường xuyên quay về. Hà Trung là vùng đất lịch sử giàu truyền thống văn hóa. Hiện nay trên địa bàn huyện đã có 54/72 di tích xếp hạng đã được khoanh vùng bảo vệ, 5 di tích được quy hoạch tổng thể chi tiết và 29 di tích đã xếp hạng các cấp được trùng tu tôn tạo. Những năm qua, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, huyện Hà Trung đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Huyện cũng đã tranh thủ kinh phí từ các chương trình dự án của trung ương, của tỉnh và từ nguồn xã hội hóa để khôi phục và bảo tồn các lễ hội, lễ tục truyền thống, đồng thời bố trí kinh phí chương trình xây dựng nông thôn mới để đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, văn hóa, thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân. Chúng tôi rất tự hào là đã xây được những công trình mới, có nhiều khang trang và đẹp để cho phụ nữ của chúng tôi có nhiều sân chơi bổ ích hơn. Và chúng tôi sẽ xây dựng để quê hương chúng tôi lại càng ngày càng giàu đẹp và vững mạnh hơn nữa. Việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa luôn được huyện Hà Trung coi trọng, xem đây là một trong những mục tiêu hướng đến trong xây dựng nông thôn mới, qua đó từng bước khôi phục các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần xây dựng những miền quê đáng sống.